Check the mic and make sure it sound right, boys. Hello, xin chào các bạn đã đến với dụng cụ cơ khí Thanh Trúc. Thì hôm nay mình có một cái bộ lục giác đến từ thương hiệu Nhật Bản Ace. Và bộ lục giác này có mã số là TLS-9N. Mã số này mình có để trên góc phải của màn hình nha. Bộ lục giác này có một đầu bằng và một đầu bi ở dưới. Và nó có một cái chất liệu thép là SNCM+V. Cái chất liệu thép này rất là cứng nha. Độ cứng nó rơi vào khoảng 53-60. Thì nó rất cứng hơn nhiều so với thép CRV bình thường của mình nha. Nè, bộ lục giác này gồm 9 cây. Phía sau nó gồm có thương hiệu, rồi mã số sản phẩm và một số thông số để chúng ta sử dụng những cái lục giác nó tốt hơn nè. Rồi, sử dụng với những con ốc vít theo ghi trên hình nè, những thông số để chúng ta sử dụng được chuẩn xác hơn với 4 đầu ốc vít. Rồi, mình xin phép được khui sản phẩm ra để cho các bạn tiện theo dõi nha. Thì nhìn sơ về cái phần sản phẩm á, thì cái thương hiệu của Nhật Bản thường thường họ không chú ý nhiều đến cái vẻ bề ngoài của những vận đồ dụng cụ. Họ chỉ chủ yếu là quan tâm đến chất lượng cũng như là độ bền của sản phẩm. Vì vậy chúng ta hay tin tưởng để dùng những hàng Nhật. Ngoài bao bì nè, có in Made in Japan nè. Cái này là 100% sản xuất từ Nhật Bản nha. Và nó có 9 cây từ 1.5 đến 10mm nha. Rồi, mình xin rút cái cây to nhất đi để cho các bạn tiện theo dõi nha. Rồi, nhìn vào cái màu sắc của cái cây á, thì nó hơi ngã ngã về cái màu vàng đồng nha. Thì cái hương hiệu của A này nó có rất nhiều cái bộ lục giác, cũng có rất nhiều màu. Nhưng mà mình nghĩ là cái màu này á, rất là đẹp nha. Kiểu nó phản quang hay kiểu màu vàng đồng á. Rồi, nhìn cũng như là mấy cái lục giác của nhiều hãng khác thôi, nhưng quan trọng nó chất liệu của nó đến từ thương hiệu của Nhật Bản. Và cái chất ở cái phần đầu này nè, nó làm mấy cái đường gân nhỏ nhỏ nè để chúng ta tiếp xúc, và những cái đầu này họ làm rất là tỉ mỉ để chúng ta có thể vặn mà tránh được cái sự lờn cũng như là mòn, mày mòn trong quá trình sử dụng lâu dài á, cho cái độ sử dụng được lâu dài. À quên, trên cái thân của cái cây lục giác này á, nó đều khắc hết nha. Khắc tên thương hiệu nè, cũng như là số size, cũng như là chất liệu thép nè, SNCM+V. Chất liệu thép này rất là tốt nha. Đối với các anh mà hay sử dụng để bảo trì trong nhà máy, mấy anh hay bảo trì cái máy may đó, thường hay sử dụng những hiệu A này nè. Đây là cây nhỏ nhất của nó nha. Thì cây nhỏ nhất do nó nhỏ quá nên là người ta không có khắc được mấy cái thông số lên bên trên. Rồi, đây là cây Bali nè. Cái Bali thì họ cũng khắc được lên nè. Đó. Đến cây 2.5 ly, 2.5mm thì họ vẫn khắc. Chỉ có duy nhất là cây 2mm này thôi. Với cây 1.5 á, là nhỏ quá nên họ không có khắc được mấy cái thông số lên trên được. Thì đối với bộ sản phẩm này á, giá mình có để dưới phần mô tả
các bạn có thể xem và tham khảo để mình có những lựa chọn tối ưu nhất để chúng ta sử dụng được những cái bộ lục giác tốt nha, để vặn những con ốc lục giác để sử dụng bền hơn đối với thương hiệu Nhật Bản này. Xin chào các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nha. Cảm ơn.